Mình vô văn hóa có hỏi gì thắc mắc có thể là thắc mắc không? Ok, bây giờ mình vô chương 13. Thì trong chương này đó, Chúa một đoàn dân là rất là đông, đông đến cái nỗi mà Chúa không thể ngồi đến bờ được. Cái bờ biển thường thường là nó cũng khá lớn phải không? Nhưng mà Chúa không thể ngồi đến bờ được, cho nên Chúa phải lên thuyền đi ra ngoài nước, rồi nói vô, rồi dẫn chúng ta ở trên bãi biển nghe. Thì Ngài bắt đầu phản một cái thí dụ đầu tiên về vương quốc thiên đàng. Trước hết Chúa đưa ra cái ví dụ là người gieo giống, người đi gieo giống. Thì có bao nhiêu là loại giống quý vị? Gieo giống là trong này Chúa giải thích là giống, thì hạt giống là cái gì? Lời Chúa. Hạt giống là lời Chúa ha, lời hay là đạo giống nhau ha. Dạ. Cái người đi gieo giống là ai? Là con người, là Chúa Giêsu, là người đi gieo giống. Và bây giờ Chúa sai mình đi gieo giống thì cũng là như là Chúa đi gieo giống, mình là đệ tử cho Chúa thôi ha. Chứ mình không kể công được, đây là công của tôi đó ha. Rồi bây giờ gieo giống thì gieo giống ở đâu? Giống thế gian. Ở trong ruộng. Dạ. Mà ruộng là thế giới bây giờ đây nè ha. Thế giới hôm qua, hôm nay, ngày mai là thế giới này. Đó. Rồi bây giờ trong cái ruộng đó thì có cái mà có ruộng, tức là cái thế giới này, cái thế giới bây giờ này, thì gồm có hai loại cây ở trong đó. Một cái loại là lúa và một loại là bọ lùn. Chúa chia ra thành hai nhóm, giống như một nhóm chiên và một nhóm dê vậy. Đây thì hình ảnh thôi, nhưng mà có hai nhóm. Mà cái nhóm gọi là lúa đó là tượng trưng cho cái gì? Là con cái của vương quốc thiên đàng. Mình là công dân của thiên đàng, con cái của Đức Chúa Trời, gọi là con cái của vương quốc. Còn có lùn là gọi là gì? Con cái của ma quỷ. Chúa cũng có con cái và ma quỷ cũng có con cái đó vậy. Bây giờ có những cái đạo gọi là Satanism hay là Satanism, gọi là đạo Satan đó. Cho họ thờ phượng Satan, họ cũng máu rồi họ này nọ, rồi giết người là để mà như nó cũng để lên đây nọ, là cái chuyện bí mật làm kinh hoàng. Thì Satan nó cũng có đề từ con cái của nó, đúng không? Đó. Thì Chúa nói mấy người ở trong hội thánh kêu phải chiến ha, chiến con lùn. Nhưng mà Chúa nói sao? Đừng. Không nên. Không diệt. Không phải là mấy người trong hội thánh gọi là mấy người gọi là con cái của vương quốc thiên đàng ha, đòi diệt con cái của vương quốc ma quỷ, con cái của ma quỷ ha. Thì Chúa nói không, không có diệt. Và đúng tinh thần của Chúa Giêsu là vậy, là Ngài đến, Ngài không có định tội, Ngài không có phán xét, mà Ngài chỉ tìm để cứu những kẻ hướng mất. Ai nghe lời Ngài và ăn năn trở lại với Chúa thì được tốt, vậy thôi. Thế Chúa không phải đến để diệt, Chúa chỉ đến để hủy phá những công việc của ma quỷ. Ngay cả ma quỷ Chúa cũng chưa có diệt bây giờ, Chúa chỉ còn đuổi nó đi. Có đúng vậy không? Thì chưa có con chủ hồ lượng đó. Thì con người của mình cũng vậy ha. Có người thì bên một nhóm thì con cái của vương quốc thiên đàng, còn có một nhóm thì con cái của ma quỷ. Nhưng mà mình không biết là người nào là con cái của vương quốc thiên đàng và người nào là con cái của ma quỷ. Bởi vì ngay chính Chúa cũng là nghĩ rằng mình sẽ bị lầm lẫn. Cho nên Chúa nói đừng có nhổ, đừng nhổ là đừng có diệt những người con cái của ma quỷ. Giống như là mình có cái đào gì đó mà khi mà có cả của ma quỷ gọi là kẻ thù thì giết kẻ thù đó ha, là được nhiều phần thưởng ở trên trời. Bởi vì nghe không, mình không muốn nhắc ra thôi, nhưng mà nói chung mà đi giết những người và kẻ thù đó ha, thì trên trời được nhiều phần thưởng, lên trên đó được thưởng nhiều, ta được giết nhiều được thưởng nhiều. Nhưng mà Chúa thì không, Chúa không có nói đi giết kẻ thù, mà Chúa gọi là yêu kẻ thù, cầu nguyện cho nó. Nó thiếu ăn thì cho nó ăn á, chứ không phải là nếu mà nó thiếu hạt nước thì cho nó uống.
À, thì bây giờ Chúa trong thì câu chuyện mà gieo giống á, thì Chúa đề cập về bốn cái loài đất. Ha, đất ở đây đó là cái tấm lòng của mình. Đất là tấm lòng của mình. Ha, bây giờ cái loài đất đầu tiên là loài đất gì? Là đường mòn. Path, đường mòn á, cái đường đi này. Dạ. Bởi vì có ai làm ruộng làm rẫy ở trong này chưa? À ha, thì bây giờ thửa ruộng này hay là cái thửa rẫy này gì? Thì giữa thửa này và thửa kia, thì miếng đất này và miếng đất kia, thì nó có đường đi, đúng không? À, để ngắn đi. Đúng rồi. Đường đi là sao nó cứng lắm, mình đi lui đi tới á. Nó cứng là cái hạt giống không có đấm rẫy được. Đó, thì thành ra đường mòn. Hay là ở bên Mỹ thì mình ít thấy đường đất nhưng mà thấy đường xi măng, đường đi path là đường đi. Vậy là để mình cứ rải dọc bên đó là bạo đa cái hành động nó chết lên. Có đúng vậy không? Nó không có xuống dưới kia được, không có đâm đầy xuống được. Rồi bây giờ cái loài mà thứ hai đó, cái loài đất thứ hai đó, là loài đất gì? Đường đá sỏi, đất đá sỏi. Đá sỏi là đất gì bà ngoại biết không? Đá sỏi là giống như là đất nè, đúng đúng đúng. Người nào mà lên trên núi mà trong cái ở trên đó mình biết cuốc lên cái là nhiều đá ở dưới ha, ha là cuốc sẽ hư hết đấy, ha là rocky soil, tức là nó có đất mà đất lại ít mà đá thì nhiều. À, gọi là đất sỏi đá. Rồi cái loài đó là thì làm sao là nó không có đâm rễ được, đúng không? Rồi bây giờ cái loài thứ ba đó là loài đất gì? Loài thứ ba đất này thì tốt nhưng mà có quá nhiều bụi gai, mình không tỉa đó, mình không nhổ cỏ, mình không nhổ gai, thành thử nó cũng giết chết cái lúa ha, và cái lúa là nó nghẹt ngòi, nó không ra trái được, tức là nó sống đó nhưng mà nó không ra trái, không kết quả. Và cái loại thứ tư là loại gì? À, loại đất thịt này, cái thứ nhất nó không có gai được xung quanh ha, cái thứ hai là nó không có đá, không có sỏi. À, và cái à, cho nên đó, khi mà gieo xuống cái là nó được kết quả liền, hoặc kết quả thì nó có bạc cháu quý vị không? Chúng ta mỗi người kết quả nhiều, người có kết quả ít, nếu mà có cái thì trắng, có cái sáu chung, có cái ba chung, có thể có cái là một hai chung, đúng không? Rồi bây giờ mình đi sâu vào cái một chút, tìm hiểu vào cái lời giải nghiệp của Chúa cho cái bốn cái loài đất này à. Rồi. Bắt đầu từ câu 10 số 10. Các môn đồ đến gần hỏi rằng tại sao thầy dùng ân dụ để nói với họ? Ngài đã các con đã được ban cho các sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Còn họ thì không. Quý vị thấy không? Có hai nhóm mà. Cái nhóm mà lúa thì mới được ban cho cái sự mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Nếu quý vị đọc lời Chúa và quý vị hiểu lời Chúa nhé, thì đó là chứng tỏ quý vị đang được Chúa ban cho để hiểu những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Còn nếu mà đọc bằng ngủ gật ngủ gà, đọc không hiểu, đọc nghĩa là nó đi đâu, đọc xong rồi là nước đổ đầu vịt, tức là cái đó là không được ban cho. À, thì cái số mà được bán cho đó, thì Chúa từng chặt từng hồi ha, hôm này hôm nọ, ngày này ngày nọ, Chúa cứ giải thích ra cho họ hiểu. À, bởi vì sao? Bởi vì Chúa nói vì các con được bán cho để hiểu biết những cái bí mật của vương quốc thiên đàng, mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Còn họ thì không. Họ là ai quý vị? Họ không.
họ là con cái của Ma. Ha? Không phải con cái của Chúa, con cái của Ma. Ha? Những người Chúa không có chọn, từ đâu Chúa có chọn? Chúng ta được chọn là khi nào? Từ thuở đời đời cái rồi được chọn. Thành thử bây giờ mới được nghe và hiểu lời của Chúa và nghe cả gần cả vù nghe hay nghe đầy đò mỗi lần theo ba lần tốt kính Chúa. Nhưng mà có những người không bao giờ nghe được một chữ nào của Chúa. Họ nghe, tôi coi cái bài giảng chủ nhật vừa rồi ấy, là có 4-5 người gì đó lên là nói là họ toàn nói những cái lời gọi là chống lại Chúa không à, chống lại lời của Chúa không. Đó, thành ra họ không thể nghe được. Nhưng mà miễn là họ đã có nghe ha. Thì bây giờ câu số 12 thì nói như này: vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dần. Ai có đó là con cái của Chúa, con cái của Vương quốc. Mỗi ngày Chúa cho thêm cái sự hiểu biết tăng tiến thêm ha. Còn ai không có là những người thuộc về con cái của ma quỷ có luôn, đúng không? Thì sẽ bị tất luôn điều mình đã có, bởi vì họ khi nghe rồi vô bên này ra bên kia đấy, quỷ nó tới cướp đi xong sẽ bị cất đi, là ma quỷ tới nó cướp đi là hết. Bởi vậy ta dùng thần dù nói với họ, vì họ xem mà không thấy và họ lắng tai mà không nghe không hiểu, tức là không thấy không nghe và không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri Ê-sai được ứng nghiệm, các ngươi nghe lắng nghe nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy. Vì sao? Vì lòng họ chai lì, dạ, tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, thì họ hối cải hay là ăn năn và ta sẽ chữa lành chắc. Đó là đây là cái nhóm người mà Chúa bỏ ha, nghĩa là không làm gì được. Tôi có cái này là những người gọi là những người vô tín ha, hay là con lùn hoặc là con cái của ma quỷ, mình dùng chữ gì cũng được. Đó, cho nên đối với những người này thì khi mà lời Chúa mà gieo lên trên họ thì sao? Thì sao tăng tới? Cướp đi hết, họ không giữ lại được cái gì hết. Chịu, nghe không hiểu, không hiểu, không nghe, không thấy, không có kết quả gì hết, nghĩa là mà bị lại bị sa tăng mà cướp đi. Đó là cái nhóm đó là coi như mất không sao ha, nhóm đó là coi như rồi. Câu 16, nhưng phước cho mắt cả con thấy được, phước cho tai cả con nghe được. Vì thật ta bảo cả con, điều mà tiên tri nhiều người công chính ước mơ thấy, điều cả con đã thấy nhưng không được thấy, áo ước nghe được cả con nghe mà chẳng được nghe. Bởi vì Chúa Giêsu ngài là Đức Chúa Trời đến với thế gian, những tiên tri trước đây họ chỉ có áo ước thôi, họ chỉ có nghe nói về thôi, họ chỉ có được mặc khải về thôi, chứ chưa bao giờ thấy ở chúng làm việc chúng nghe Chúa trực tiếp giảng dạy giống như vậy. À ha, thành ra hồi xưa mà nghe lời Chúa một câu là rất là quý hiếm. À, có nhiều lúc cả mấy chục năm mà giống như từ Sacheri cho đến John Baptist là 400 năm Chúa yên lặng, 400 năm Chúa không nói được câu nào. Cho nên nghe Chúa giảng trong vòng 3 năm phải làm đủ thứ dấu kỳ phép lạ, là quyền phép của Chúa biến hình đi bộ trên nước .. là điều mà mọi người ao ước nhưng không thấy, nhưng mà các con thì thấy. Amen không? Đó, tôi nói như vậy. Rồi, vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người. Như vậy nghe ẩn dụ người ngoài cũng không hiểu, mà người tin Chúa cũng không hiểu. Quý vị thấy không? Khi nào không hiểu? Khi mình đọc lời Chúa là không phải đọc lướt qua cả cho xong để mà trả bài mình hiểu đâu. Không, người nào mà nghiền lui nghiền tới, gập lui gập tới, mà người chiến đấu với lời của Chúa, Chúa nói cái gì đây mà người quay lui quay tới quay lui quay tới mà không chịu đi đó, thì tự động người đó hai chỗ mở rất nhiều. Còn quý vị để ý đấy, chỗ nào khó khó mà quý vị bỏ qua cho rồi đó, à ha, là 10 năm sau nó vẫn còn như vậy. Nhưng mà nếu mà cái lúc mà bí đó mà ngồi lại chiến đấu với Chúa,
thì tự động tôi thấy là kinh nghiệm của tôi thường thường trong vòng vài phút cho đến vài tuần là có dịch của giảm lâu lắm mới là vài tuần. Thêm nữa cái này là các môn đồ phải tới hỏi Chúa lại cũng như vậy. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì tùy duyên để cướp điều đã gieo trong lòng mình ấy là giống dọc đường. Cho nên cái nhóm thứ nhất là cái nhóm người ngoài, cái nhóm bị cướp đi hoàn toàn, cái nhóm không được gì cả, nghe không hiểu không thấy, không gì cả, nghĩa là bị cướp hoàn toàn. Rồi nhưng mà bây giờ quý vị để ý đến cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm mà trên đất đã sỏi. Quý vị nghĩ nhóm này là nhóm gì? Nghe mà cứng lòng. Nhóm trên đất đã sỏi đó là khi nghe đạo, nghe lời Chúa đó thì liền vui mừng tiếp nhận nhưng không đâm rễ. Đâm rễ đây là đâm rễ chỗ nào quý vị? Đâm rễ trong lòng, chỗ nói. Khi nghe nhưng mà rất là vui thích lắm mà ở trên đầu thôi, tâm trí thôi, nhưng mà không đâm rễ trong lòng. Như vậy thì nhóm thứ hai này nghe lời Chúa từ trên này thôi chứ không có xuống dưới này, chỉ có một cái thôi nhưng mà nó xuống không đó thì đời sống không có biến đổi được, gọi là không đâm rễ trong lòng. Quý vị đọc cái đó đấy, người này chứ không phải là không đâm rễ dưới đất, không đâm rễ trong tâm trí, không, tôi nói không đâm rễ trong lòng. Nghe thì thích, nghe thì hiểu, nhưng mà bằng tâm trí thôi. Nhưng mà khi người đó không có gì thay đổi, bởi vì trong lòng sao? Lời Chúa không có sống ở trong lòng, không đâm rễ trong lòng có nghĩa là lời Chúa không có sống ở trong lòng, lời Chúa chỉ được nhớ ở trong tâm trí. Nhưng mà không mọc rễ trong lòng hay không đâm rễ trong lòng. Mà cái người mà không đâm rễ trong lòng á thì sao? Thì khi bị hoàn nạn bắt bớ, khi bị có vấn đề thì vấp ngã. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 26 Chúa nói những người dại thì nghe lời ta không làm theo. Thì khi mà mưa sa nước xỉa, gió lay xô đồng thì người đó, cái nhà người đó bị sập và bị thiệt hại nặng nề, bởi vì nghe mà không làm theo. Mà làm sao làm theo được? Tôi bảo đảm với quý vị, khi mà nghe không ốc là mình chưa làm theo đâu ạ. Khi nào lời Chúa sống ở trong lòng, cai trị lòng của mình đó, thì mình lúc đó mới làm theo, đúng không? Tức là lời Chúa mọc rễ trong lòng, tức là lời Chúa sống ở trong lòng nè, lúc đó mà mình làm theo. Đó, còn không làm theo thì bị không có cái quá, mà khi tai ương nó tới thì bị thiệt hại nặng nề. Số này không bỏ qua được đúng không? Số này tôi tạm gọi là hâm hầm. Tai ương nó tới mà thực tế là cái gì? Covid-19. Không phải tới. Em muốn nói cái này chút xíu là cái nhóm mà đi rớt vô cái đất này là theo Chúa một cách tạm thời, nhưng mà có một loại người là khi gặp hoạn nạn, bệnh tật, những cái gì mà nó lung lay trong cuộc đời thì theo Chúa, còn lúc bình yên vui vẻ giàu sướng thì quên Chúa, thì có thuộc loại nhóm này không? Dạ không, nhóm kế tiếp, những kế tiếp. Ok ha, tức là nhóm này là theo tôi họ cũng là con cái của Chúa, họ cũng hiểu lời Chúa, nhưng mà lời Chúa không còn đâm sâu mọc rễ trong lòng, chỉ còn nhớ trong óc thôi. Đời sống chưa có biến đổi, chưa có kết quả của Chúa. Thì Chúa cảnh cáo cái nhóm này, cái nhóm ở trong hội thì là trong Khải Huyền đó. Là trong Khải Huyền là bài thánh gì đó quý vị? Làm xe. Lão đi xe hả? Là câu số mấy? Love, spiritual and that. Là đi xe đoạn 4 câu 4. Đúng rồi.
đi ha. Đoạn 3 câu 15. Dạ, đoạn 3 câu 15 đi ha. Sạc đê, có thắng sạc đê. Dạ, thôi thắng Lao đi xe. Ta biết các công việc của các con. Mẹ cũng có cái của đàng hoàng nhé. Ha. Con không lạnh cũng không nóng. Dạ ha. Vì vậy câu 16, vì con hâm hấm, không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhà cả con ra khỏi miệng. Tức là chỗ này nếu mà không ăn năn, ha, không ăn năn, không có kết quả thì Chúa sẽ nhà. Dạ, tôi không hiểu là Chúa nhà ra là như thế nào, ha. Nhưng mà ngõ bồ ít nhất đó là Chúa không có dùng. À. Tức là từ nhã này là lịch sử thôi, chú ối ra. Dạ. Có những người giống như ở trong Corinto nhất đó, thì có một người thanh niên này ngu với vợ kế của cha đó, mà Phaolô cực lực lên án và đòi phó cái thân thể cho quỷ Satan để tha cho chết cái thân thể đó và linh hồn được cứu, còn hơn để cho nó sống và cuối cùng Chúa lấy tên của nó ra khỏi xét xử xong thì nó tiêu luôn. Ha? Thì vấn đề của nhà ra cơ thể ít nhất là Chúa không dùng nữa, không kết quả. Có đúng vậy không? Đó, nhóm này là nhóm không có kết quả cho Chúa, bởi vì trong lòng không có mọc rễ, đọc lời Chúa đọc quá quá để tái lè lè thôi, chứ không còn có cái thiền ý để mà hiểu lời Chúa và hành theo lời Chúa. Thành thử kinh lời kinh thánh là nó tới đây thôi, chẳng có chuyện lên được. Rồi bây giờ qua cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba là cái nhóm cùng vào đất đàng hoàng, nhưng mà đất đó nằm giữa cái bụi gai. Ôi cái bụi gai này là nói về cái gì quý vị? Cầm dân cái bụi gai này là nói về những cái bên ngoài thời gian bây giờ này, tha vật chất, hà công dân dân bồng ha, đúng rồi, nhiều cái trong cơ đấy bây giờ ha, là đủ thứ mọi chuyện mà chùa không có kêu gọi họ làm, nhưng mà họ cứ chạy theo thế gian, họ làm bạn với thế gian, họ ham mê thế gian, họ thích làm nhà và nhân vật ở trong thế gian, ha, đúng không, đúng không, đại khái như vậy. Thì cái nhóm đó là bị ngoài cảnh đó nó tác động vô. Còn cái nhóm thứ hai vừa rồi đó là vì ở trong lòng này không vững vàng. Dạ, nhưng mà cái nhóm thứ ba là vì ngoài cảnh nó tác động mình quá, nó đau quá mình luôn, nó kéo mình theo, nó cuốn hút mình theo luôn. Thì cái nhóm đó là cái nhóm mà gọi là yêu thế gian hơn Chúa. Cùng là đi nhà thơ, cùng là con cái Chúa, đâu phải không đâu. Dạ, nhưng mà yêu thì giá thì yêu Chúa, trở thành một cái đời sống thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vì như Gia Cơ nói đó, ai yêu thì giá là trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Thì nhóm này có kết quả không? Không. Nhóm này cũng bị nghẹt ngòi. Tất nhiên là họ có kết quả theo thời gian. Ví dụ ha, thời gian được danh vọng thì họ cũng được danh vọng người ta, thời gian khác họ cũng được thời gian khác. À, nhưng mà nói về trong vương quốc thiên đàng đó thì họ không có kết quả. Dạ, không kết quả nghe ngoài đây là ý nói về vương quốc thiên đàng chứ không phải nói về thời gian. Dạ, chứ thời gian họ vẫn giàu có như thưa, họ vẫn thịnh vượng như thưa, ngon lành lắm. Dạ, bởi vì họ nói những chuyện đó mà. Đó, về nhóm thứ ba là bị nghẹt và không có kết quả, nhưng mà cái yếu tố là thời gian ảnh hưởng, vì thời gian nó đồng quá, nó lôi kéo. Rồi bây giờ cái nhóm thứ tư là cái nhóm đất tốt này. Nhóm đất tốt này thì có những đặc biệt là nghe đạo, hiểu đạo và có kết quả. Câu 23 đúng không? Nghe đạo là giống như hai nhóm trước, hiểu đạo là cái nhóm thứ một đó, thứ nhất là không hiểu được, nhóm thứ hai thứ ba thì hiểu được. À, nhưng mà cái này có đặc biệt thêm nữa là có kết quả. Cái nhóm thứ hai thứ ba thì không có kết quả, bị nghẹt ngòi
không thấm. Dạ, mà Chúa nói cảnh cảnh cáo nếu mà không ăn năn thì nhả ra, phải không? Nhưng mà cái nhóm thứ ba này khác với hai nhóm kia là có này có kết quả. Kết quả có nghĩa là lời Chúa không bị ma quỷ nó cướp đi. Người này hiểu và lời Chúa đâm sâu mọc rễ trong lòng, cai trị đời sống của họ, biến đổi đời sống của họ, thánh hóa đời sống của họ. Amen không? Và người đó làm theo lời của Chúa và kết quả. Đó, kết quả thì người thì nhiều, người thì ít, tùy theo cái đất điện của bán cho, đúng không? Đó. Nhưng mà mình cũng đừng có vội kết luận đó. Ví dụ bây giờ một người bà quả này thì có giống cho Chúa 2 đồng xu, còn ông điều phụ này giống cho Chúa 2 triệu đô. Chưa chắc hai ai là hơn ai nhé. Bởi vì trong mắt Chúa kể tâm lòng chứ không phải là kể cái số lượng. Đó, nên kết quả người được 36,000. Ok, rồi. Thì bây giờ cái người nào là cái người mà được kết cục 36,000? Làm sao mình làm được? Làm sao lời của Chúa mà mình hiểu được? Tại sao mình hiểu được lời của quý vị? Theo kinh thánh. Vì Đức Thánh Linh đến và Ngài dẫn cả con vào mọi lẽ thật, và Ngài nhắc lại cả con mọi điều ta đã tuyên dạy hay tuyên phán cho cả con. Tức là hiểu lẽ thật là bởi Đức Thánh Linh. Rồi bây giờ cái thứ hai đó là được kết quả. Hiểu rồi, nhưng mà bây giờ được kết quả nữa. Kết quả đây đó là tại làm sao một người được kết quả? Dân lời làm theo. Người này vâng lời. Người này vâng lời. Vâng lời là gì? Người này chiến đấu thắng xác thịt của họ. Xác thịt của họ đó là muốn nghịch lại với Đức Thánh Linh. Nhưng mà người này vâng lời Đức Thánh Linh đó, là người này chiến thắng một cái xác thịt, thì lúc đó mới đầu phục được Đức Thánh Linh. Chẳng phải vậy đâu, bởi vì xác thịt của mình đó, nó khốn nạn. Nhưng mà làm sao mình chống được? Nghĩa là mình chống được, đánh thắng được xác thịt, bởi vì người ấy được đầy dạy Đức Thánh Linh. Lời của Chúa trong này được Thánh Linh của Chúa giúp đỡ, hai cái linh và lời. Cái người nào mà quý vị đọc kinh thánh từ 6 thế kỷ cho đến khải huyền, mà người nào được đầy dạy thân của Chúa ở trong cựu ước thì người ta gọi là được đầy dạy thân của Chúa, còn trong tân ước thì người ta gọi là đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cũng là thân của Chúa, nhưng mà trong cựu ước là ám chỉ nói là linh Thánh Linh của Cha, của Đức Giê-hô-va là Thánh Linh của Cha. Còn trong tân ước, khi một người tin Chúa thì Chúa Giê-xu cho linh của Đức Christ, Thánh Linh của Đức Christ để ngự vào lòng và khiến chúng ta gọi Đức Chúa Cha là A-ba là Cha. Thấy không? Thành thử khi trong tân ước cái nghĩa của nó là càng rõ hơn nữa, là một người con cái của Chúa là được trở thành, được nhận cái linh của Đức Christ bởi đức tin mà Đức Christ ngự trong lòng anh em, bởi linh Đức Christ. Nhưng mà sau đó Ngài, ai mà yêu mến Chúa Giêsu thì Ngài sẽ nài xin Cha bán cho các ngươi một đứng án vui khác, đó là Đức Thánh Linh. Ngài đến Ngài ở với, ở trong, giúp đỡ và ở mãi mãi. Amen. Đó, thành thử mình hiểu là, nhưng mà nói tóm lại, linh của Đức Christ, linh của Đức Chúa Cha cũng là Đức Thánh Linh. Cũng là Đức Thánh Linh là một. Thành ra để cho có kết quả cho Chúa đó, mình cần lời của Chúa và Đức Thánh Linh đầy đầy. Cái này em nói vui vậy, lâu em chơi bạn, có một số bạn á, khi mà sau thời gian chơi em nói là đất mà cứng quá, sao không cưới hoài nó không có thắng. Thì bây giờ em nhớ lại câu chuyện đó đó, thì giờ đất tốt mà gieo thì cũng phải cần tưới, rồi cũng cần chăm bón thì nó mới thành kết quả, phải không? Dạ. Chứ là phải gieo vô là lớn lên liền đó. Dạ. Có nhiều loại đất khác nhau. Bây giờ thì mình tạm thời kết thúc cái chỗ mà gieo giống ở đây ha. Và cái quan trọng tôi muốn nhắc lại là phải mọc đâm rễ mà ở trong lòng, lời Chúa phải đâm rễ ở trong lòng. Cái đó là cái then chốt để nó ra kết quả. Cần phải thăng tưới nước. Dạ, còn nếu mà lời Chúa chỉ có mọc rễ trong ốc thôi, chứ không có đâm rễ trong lòng,
là cũng chưa có cái kết quả được, và nó vẫn nghẹn ngòi, nó vẫn bị thất bại như thường đó, và đời sống của mình vẫn thâm hẳm như thường. Thì cầu nguyện, tôi muốn cầu nguyện để lời Chúa tấm rễ trong lòng các em. Hallelujah, Cha ơi, chúng con đến với Ngài nhờ danh của Chúa Giêsu Christ, và xin Cha giờ này giúp đỡ cho mỗi một chúng con để lời của Ngài không những chiếm ngự thay đổi tâm trí của chúng con, nhưng mà lại phải ăn sâu, đâm sâu, mọc rễ ở trong lòng để chúng con được kết quả thật nhiều cho Ngài, và quả của chúng con thường đầu luôn hầu danh của Cha được vinh hiển. Chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn hết. Rồi nghỉ ngơi 15 phút. Đúng rồi, tuần tới mình sẽ học tiếp là cái chương này mà phần thứ hai, phần chót.